sau lưng. Hai trái nhau ở chỉ ở lớp mình nhà tàu lũy chỉ 8. Đây là video bán áp tàu số 445 với một áp ở server rất mới dành cho tay anh em. Server số 7 là server số 76, server mới nhất thời điểm hiện tại các bạn ạ. Nó mới ra mắt được có đúng 34 ngày, nhau khoảng 1 tháng, hơn 1 tháng một tí. Ở đây cũng là thời điểm gần kề để ra mắt S77, nên bạn nào mà muốn chơi S77 thì cũng không cần mua này. Nhưng anh em nào mà muốn tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian, công sức, cải quốc ạc và có một đội hình chuẩn ngay từ đầu rồi thì đây là một sự lựa chọn vô cùng hời hĩnh dành cho các anh em. Ác thì vừa mới kết thúc vòng đua Athena cùng với Sever với cán mốc ở số điểm là 4.000 điểm, gọi là 4.000 tròn điểm, hạng 17, gọi là 1x các bạn ạ. Đây là một hạng ác này cùng Sever lão TTV các bạn nhé. Đấy, đua bot thì theo mình thấy với một tháng đầu như thế này là người ta đua chuẩn đấy các bạn ạ, không quá gắt. Đấy, hợp lý. Nhưng ở đâu một số server khác có trên 9.000 điểm quả nữa. Ghê lắm. Đấy, vòng quay này một vòng quay dã man luôn. Đấy. Nó khởi đầu rất thuận lợi khi mà lượng kim cương còn lại sau quay mèo vẫn sau robot vẫn còn lên tới hơn 40k kim cương thì các bạn hoàn toàn để toan tính cho rất rất nhiều việc. Đấy, đây là một lợi thế rất lớn cho bạn nào mua ạc. Ngoài ra thay vì số tiền nạp thì các bạn mua ạc này với giá như thế này thì nó cũng rẻ hơn rất nhiều. Với chỉ 1,5 triệu bạn không thể nạp được lên tới mức 3.000 kim cương như thế này đâu. Đấy, ạc giá 1,5 triệu các bạn ạ. Đội hình thì thôi các bạn tự thấy rồi, nó thuộc theo kiểu gọi là có gì chơi nấy. Tuy nhiên vẫn có một cái meta rất rõ ràng, đó là siêu nữ các bạn nhá, 4 con nữ. Sau này bứng nốt hai thằng này đi bằng những võ sĩ nữ khác tốt hơn thì nó sẽ hình thành nên team siêu nữ gọi là hoàn chỉnh thôi. Các võ sĩ nữ mình đề xuất các bạn có thể sử dụng. Đó. Đấy, chưa con nào cả, tạm sơ mi cũng không được quá hay. Đấy, đó là con nào nhỉ? Kasumi các bạn nhá. Ok kìa. Rồi, đó là con Kasumi là một các bạn nhé. Đấy, là con Kasumi là một này. Ok. Rồi, xem mình sẽ là con Kasumi là một. Và sau này kiếm một con nữ nữa kiểu như là gì nhỉ? Vai mới trời chết 15. Để đâu lại thì tương lai, còn đối tương lai gần thì các bạn lắp Kasumi và chiêu hùa chẳng hạn. Đấy, thì mình nghĩ là phù hợp. Đấy, ok. Hoàn đâu còn rất nhiều kim cương, túi đâu và các gác có không có gì đáng để check đâu. Vì server rất rất mới, chưa có cái gì để mà check cả. Có thì cũng mang ra dùng thôi, chứ không thể là có thì mang ra dùng thôi, chứ không thể là giấu trong kho được, đúng không? Tầm này thì tích gì. Đấy, còn đây là tốt đấu trường cũng như là tốt lục chiến các thứ, các bạn cùng check nhá. Hạng 2x chắc chân đấy. Đấy, mỗi ngày mày đánh 5 trận là hợp lý rồi. Đấy, không check được lịch sử. Thôi, toàn bộ thông tin nào mình đã check xong, ra cái công bố ngay từ đầu rồi, chỉ có 1,5 triệu. Bạn nào mua thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả của video.